Để bắt đầu cho phần 2 của video định cư Úc theo diện tay nghề thì mình muốn chia sẻ với bạn hai vấn đề. Cái thứ nhất là vấn đề về y tế, cái thứ hai là vấn đề về giáo dục. Thì mình chia sẻ với bạn một câu chuyện có thật. Mình có quen với hai người bạn, một người là người Việt Nam và một người là người Úc. Hai người này không may là cùng nhau là bị bệnh ung thư và hai người này phải chữa bệnh ở trong bệnh viện Hoàng gia Úc, Royal Hospital of Melbourne. Thì mỗi ngày hai bạn này á bị tốn khoảng đâu đó là 20.000 đô Úc liên tục chữa trị cho hai bệnh nhân này là trong vòng 2 năm. Thì các bạn nhân ra thử có bao nhiêu tiền và chính phủ Úc bao trọn gói hết. Mấy bạn hai bạn này không tốn đồng nào hết, sau khi chữa bệnh ung thư xong về hai bạn này sống khỏe mạnh. Đó, đó để bạn thấy được là cái vấn đề và y tế khi mà bạn cứ nghĩ đến cho ba mẹ bạn hay là những người thân lớn tuổi ở Việt Nam mà mỗi lần bị bệnh á thì nhiều khi là tán gia bại sản. Khi mà các bạn cố gắng mà giúp ba mẹ khi mà bạn có được cái tấm vé định cư Úc rồi thì qua đây sẽ được cái chế độ y tế nó tốt hơn rất là nhiều. Cái câu chuyện thứ hai mình muốn kể với bạn là giáo dục ha. Bạn cứ nghĩ những gia đình ở Việt Nam á có con cái qua đây cho đi du học á, cha mẹ phải tốn mỗi năm cho cả tỷ bạc á để cho con cái đi học, tiền học hành, đóng trường học rồi này nọ cũng là ba mấy ngàn, rồi thêm tiền sinh hoạt phí nữa, đâu đó cũng là 50 mấy ngàn một người một năm. Nếu mà có hai anh chị em thì chắc là tốn khoảng năm cũng khoảng 2 tỷ. Rồi các bạn suy nghĩ tiếp đi, 2 tỷ đó qua đây phải học vài năm, ít nhất là 3 năm thì mới có được thường trú nhân, mà phải học đúng ngành đúng nghề và rất là vất vả nữa. Mà trong khi đó mà các bạn thấy cái nghề như mình nói đó, các bạn có thể apply có visa này ở Việt Nam mà, bạn đâu cần phải qua Úc đâu, bạn vẫn apply được các bạn à, không hề đi ra khỏi Việt Nam vẫn apply được đó. Mình thấy cái vấn đề đó là các bạn mà apply cái dạng visa này, bạn nào mà có con á thì con cái các bạn sau này đi qua Úc được học hành miễn phí. Và nếu mà các bạn học tiếng Anh tốt ở bên Việt Nam rồi thì tốt, để qua đây các bạn có thể lao vào làm việc luôn hoặc là kinh doanh luôn. Trong cái giai đoạn mà lockdown á, cách ly á, vì đại dịch á, các bạn biết một gia đình có hai vợ chồng mà khi mà ở nhà á, mà không có đi làm được á, là một tuần chính phủ hỗ trợ một gia đình là từ 1.300 cho tới 1.500. Các bạn sinh con cái bên này được chính phủ cho tiền các bạn đi sinh con mấy ngàn đô, và cộng với lại tiền nuôi mấy đứa nhỏ nữa, tiền sữa cho mấy đứa nhỏ nữa, con các bạn đi học được chính phủ hỗ trợ tiền nữa. Các bạn thấy nó khủng khiếp tới cỡ nào, các bạn có tưởng tượng được cái số tiền không? Đây mình nhấn mạnh rất là mạnh cái vấn đề này, để bạn chỉ có chịu khó học hành đàng hoàng, học tiếng Anh á, đây là mình nhấn mạnh học tiếng Anh và cái ngành nghề bạn đang làm việc. Khi mà các bạn đã vào được cái website này rồi ha, thì các bạn sẽ thấy như thế này. Đó, cái này trang web của chính thức của Bộ Di trú ha. Thì các bạn sẽ thấy là immigration là di trú nè, citizenship nữa nè, là quốc tịch nè. Bạn thấy trong web này có chữ gov immigrate.homeaffairs.gov.au và visa này, rồi working in Australia and a skill occupation list là đúng rồi đó. Rồi, rồi kéo xuống dưới skilled occupation có mấy trăm ngành nghề nè. À, ok. Đó có loại 407 thì các bạn có thể vô 407 bằng coi 190 189 tất cả 186 tất cả các loại visa bạn cứ vô đây bạn coi ha. Đừng có ngại ngùng gì đó. Ngại là thất bại nha các bạn. Cứ vô đây các bạn coi, không biết thì dịch ra tiếng Việt thôi. Ok, đây nó có ghi nữa nè. Và các bạn sẽ lưu ý về cái phần là NZCO đó nha. Lưu ý cái đoạn này, lát nữa mình sẽ nói nhiều về phần này ha. Rồi, trong danh sách bạn thấy chỉ là medium, chữ nó người ta viết in đó, người ta viết in nghiêng nè, medium and long term strategic skill list đó, rồi short term nè, rồi regional occupation list nè, rồi regional sponsor migration scheme nè. Đó, nhiều loại lắm, các bạn vô đây các bạn nghiên cứu chưa? Đúng không? Tương lai của các bạn, tương lai của gia đình các bạn, tương lai của con cái các bạn, sao các bạn không tìm hiểu? Đó. Rồi ok. Vô đây. Rồi. Ok, rồi bây giờ mình vô mình tìm thử nha, ví dụ mình tìm pharmacy đi. Ok, là sẽ có gì đây? Đó, nó có là hospital pharmacist nè. Rồi cái NZCO nè, các bạn thấy không? Đó là 251511. Thì bạn muốn tìm hiểu về nó, bấm vô cái này một cái. Đó, người ta sẽ ra đó. Ra tất cả những cái nào mà liên quan này, skill level nè, đó task là bao gồm làm cái gì nè, receiving prescription nè, nhận ra những cái gọi là cái tên thuốc nè, rồi check patient medicine history này đó. Bạn vô đây bạn coi coi cái ngành nghề bạn làm đúng này không, rồi occupation nè, đó chưa, đó vô đây bạn coi đúng không. Rồi giờ mình back lại ha. Rồi này, cái loại visa nào sẽ ứng dụng được cái nghề này, nghề hospital pharmacist là dược sĩ cho bệnh viện ha. 190 cũng được visa nè, rồi 407 cũng được nè, 489 cũng được nè, 482 cũng được nè, 188
87 949 cũng được, 491 được, quá trời luôn. Rồi cái list nè, đây là STSOL nè, rồi Accessing Authority, cái này rất là quan trọng đó, mình phóng to lên cho bạn coi nè. Accessing Authority rất là quan trọng nha, bấm vô cái phần này đó, Affirm nè đó, để coi, bấm vô cái phần này rồi này, rồi nó hiện lên cái này, ok đó, các bạn thấy không đó, này đó, bạn vô đây rồi nó sẽ hiện ra, rồi bắt đầu bạn coi tiếp A Pharmacy Cultural Limited, vô website của người ta coi đó, thấy không, rồi coi cái này, cái rồi để mình giải thích cho các bạn ha, bấm back lại trước đó, rồi mình bấm ok. Rồi bây giờ cái Accessing Authority quan trọng như thế nào, ví dụ như bạn này học ngành dược đi thì là cái này, nhưng mà bạn thấy không, ở trên cũng là ngành dược luôn. Bạn mở mắt các bạn ra bạn coi, chứ bạn đừng có nghe lời mình nói cũng được nữa. Bạn đừng nghe lời ai nói đó. Bạn lên danh sách đó của chính phủ Úc, bạn mở ra bạn coi. Bạn coi cái ngành của bạn có trong đó không, những cái môn học của bạn có trong đó không. Đó, thì lúc đó là bạn mới tin. Bạn đừng vội tin mình, hãy tin vào chính con mắt của bạn, và hãy tin vào cái website của chính phủ Úc đó. Bạn thấy hồi nãy giờ mình kể cho bạn nghe tất cả những cái điều đó để cho mong là người Việt Nam, những bạn mà nghe cái video này của mình đó, các bạn thấy được nhiều lợi ích như vậy, gia đình các bạn được bảo vệ như vậy. Và cách đây khoảng 10 năm, mình nhớ có một cái lần là mình cho các bạn nước ngoài thuê nhà của mình ở Úc, ở Sunshine, khu vực Sunshine. Mình nhớ có một đợt đó là các bạn người Iran, bạn đó là mới tị nạn từ đảo Iceland, Christmas Island, về tới Melbourne. Thì bạn đó thuê nhà của mình ở, lúc đó mình nhớ mình cho bạn đó thuê 150 một tuần. Thì chính phủ hỗ trợ bạn đó là một tuần hình như là 400 mấy một tuần, trả cho bạn đó 2 tuần một lần. Thì mình hỏi bạn đó có nệm không, để cho mình lấy cái nệm cho bạn đó. Bạn đó nó khỏi, mình nói ủa mày không có nệm tối mày ngủ đâu. Bạn đó nó khỏi, tại vì lát nữa có người mang nệm tới cho tôi. Cái mình nói ủa có người mang nệm tới nữa hả, sướng vậy. Lúc đó mình không hề biết. Cái lát nữa khoảng 1 tiếng 2 tiếng sau là có người mang nệm đến tận nhà, gõ cửa đem vô tận phòng cho bạn đó luôn. Đó là câu chuyện năm 2011-12 rồi các bạn. Rồi các bạn đó cũng một lần nữa, các bạn đó nói à thôi tiền của tao, chính phủ cho tao trả tiền nhà cho Michael, rồi xong dư cũng không được bao nhiêu hết, thì bây giờ tao tốn tiền đi mua đồ ăn nữa thôi, bây giờ tao sẽ gọi lên Food Bank là ngân hàng đồ ăn á. Thì bạn đó gọi điện thoại lên, rồi trong Food Bank nó nói ghé Food Ray lấy đồ ăn. Các bạn đó nói mình chở lên Food Ray giùm, mình chở lên Food Ray, bạn đó lấy nguyên một bao về đồ ăn đem về luôn. Bạn đó nói Michael có lấy không, tao để trong tủ lạnh, nó muốn ăn lúc nào ăn. Mình thấy lạ, ôi sao người ta hỗ trợ nhân đạo mấy bạn này. Mình nói ủa bây giờ tao xin được không, bạn nói ừ được, cứ xin tao cho đem về thôi, ăn nguyên tuần, nào hết lên đây xin tiếp. Thì mình mong muốn là các bạn hãy suy nghĩ cho bản thân các bạn, hãy suy nghĩ cho gia đình vào vấn đề chính của video ngày hôm nay luôn ha. Bây giờ mình sẽ nói về các loại visa các bạn có thể apply nha. Thứ nhất là visa 189, là cái visa này bạn có thể muốn ở đâu bạn ở, muốn ở tiểu bang nào cũng được, muốn ở vùng lãnh thổ nào cũng được, không ai cản các bạn hết. Tiếp theo là visa 190. Cái visa 190 này á là bạn phải bị ràng buộc bởi những cái tiểu bang. Ví dụ như bạn muốn đến Úc thì bạn buộc phải ở, ví dụ như ở tiểu bang Queensland, là bạn phải ở trên tiểu bang đó, bạn book vé máy bay phải đi qua Queensland. Và Queensland là phải là cái nơi mà bạn sinh sống và làm việc ở đó. Chứ bạn không có được mà từ Queensland bạn đi xuống Victoria bạn ở lại luôn là không được nha. Tất nhiên là đi chơi thì vẫn ok, nhưng mà không có được mà đi. Trong những trường hợp đặc biệt bạn có thể chuyển bang, nhưng mà phải xin phép người ta trước. Và bạn phải ở cái tiểu bang đó trong vòng 2 năm. Sau 2 năm đó bạn muốn bay nhảy đâu bạn nhảy, bay đâu thì bay, ok. Visa thứ 3 là visa 49, là bạn không có được thường trú nhân ngay lập tức. Giống như cái visa 190 là bạn phải đi qua những cái tiểu bang hoặc là vùng lãnh thổ mà nhỏ nhỏ. Bạn ở đó trong vòng 2 năm, sau 2 năm đó bạn đủ điều kiện. Điều kiện là cái gì? Điều kiện là bạn phải có 1 năm làm việc full time, mà phải làm việc full time nhưng mà phải được trả lương theo cái mức lương tối thiểu của người Úc nha, chứ không phải bằng làm việc tiền mặt cũng không được nè. Cho dù bạn được full time nhưng mà lương bạn thấp quá nó cũng không cho nha. Nếu các bạn đủ điều kiện đó thì sau 2 năm bạn được quyền apply để trở thành thường trú nhân Úc. Thì cái visa 491 nó gian nan hơn có hai loại visa 189 và 190. Điều mình lưu ý các bạn là cái visa này nó sẽ có giá trị đời đời vĩnh cửu luôn cho các bạn luôn. Nó có thể thay đổi theo thời gian, nhưng mà nó luôn luôn có để cho các bạn apply. Các bạn bây giờ chưa đủ điều kiện thì hãy làm sao cho nó đủ điều kiện các bạn. Người nào mà ở Việt Nam có đủ điều kiện thì các bạn nhớ liên lạc với mình để mình giúp các bạn, để các bạn làm cái hồ sơ xin định cư ở Úc
Và cái điều quan trọng mình muốn nhắc lại một lần nữa, cái điểm tiếng Anh đó, nó giúp các bạn đến theo mình biết á, và theo kinh nghiệm cá nhân của mình giúp rất là nhiều người đã định cư Úc rồi. 50% trong cái hồ sơ xin định cư của các bạn kinh nghiệm thì bạn có thể xin công ty, rồi bạn bổ sung kinh nghiệm, và bạn có thể làm thêm 1 hoặc 2 năm nữa. Nhưng mà tiếng Anh là bạn phải tự luyện, và bạn phải có người hướng dẫn cho các bạn để bạn luyện. Bạn cứ thử nghĩ đi, điều kiện người ta là 6 điểm là tối thiểu, nhưng mà 6 điểm tiếng Anh người ta đâu có cộng được cho bạn điểm gì đâu. Còn nếu bạn lên 7 điểm tiếng Anh thì người ta cộng cho bạn 10 điểm. Nếu bạn lên 8 điểm tiếng Anh người ta cộng cho bạn 20 điểm trong định cư, thì các bạn thấy nó khủng khiếp cỡ nào không? Người ta ăn nhau ở cái điểm tiếng Anh thôi các bạn. Rồi, bạn nào muốn học tiếng Anh thì liên lạc với mình ha. Mình có trung tâm dạy Michael PT á, bạn vào cái website để bạn biết. Các bạn vào cái website này, các bạn điền vô cái thông tin, cái form để các bạn được tư vấn. Sau đây là các bước để các bạn có thể apply cái loại visa này ha. Bước thứ nhất, bạn phải làm skill assessment. Cái này nó gọi là cơ quan kiểm định bằng cấp và kinh nghiệm làm việc của các bạn. Thì tùy nha, nó có rất là nhiều loại. Rồi cái cơ quan này á, người ta yêu cầu bạn nộp cho họ những cái giấy tờ nào để mà thẩm định tay nghề và kinh nghiệm của các bạn. Vậy thì câu hỏi đặt ra là những giấy tờ gì bạn cần chuẩn bị. Cái thứ nhất rất là quan trọng, đó là bằng cấp của các bạn. Bạn có thể nộp cho họ giấy bạn tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học. Không cần phải nộp bản chính nha, nộp bản copy thôi, nhưng mà có công chứng rõ ràng. Rồi sau đó tiếp tục nữa, bạn có bảng điểm khi bạn đang đi học á. Đó, các bảng điểm này quan trọng lắm. Và bạn học trường này là trường công hay là trường tư, thì đó, người ta dựa vô đây để người ta cho điểm bạn ha. Trường công thì điểm cao hơn ha các bạn ha. Rồi làm sao để chứng minh được bạn có 5 năm kinh nghiệm, 7 năm kinh nghiệm hay là 10 năm kinh nghiệm, thì dựa vào cái bảng lương của các bạn á, và dựa vào cái hợp đồng lao động của các bạn, và coi bạn có đóng bảo hiểm hay không. Sau đó là có cái reference letter từ những cái người mà sếp cũ của công ty của bạn, là bạn làm cái gì trong cái công ty đó, từ ngày nào, tháng nào, năm nào cho đến khi nào bạn kết thúc hợp đồng. Bây giờ qua bước thứ hai. Bước thứ hai mình nói là nó đã chiếm của các bạn trên 50% cái sự thành công của giấy tờ của các bạn, trên 50% của cái cơ hội để mà được định cư Úc của các bạn là tiếng Anh. Người Việt Nam mình á, nó có một cái điểm yếu là tiếng Anh không có giỏi bằng những nước như Malaysia, Singapore, Ấn Độ hoặc là Philippines. Tại sao? Tại những nước này người ta nói tiếng Anh, người Việt Nam mình nói tiếng Việt. Và một cái lưu ý khác cho các bạn nữa là IELTS là nó cũ rồi. Bây giờ nó ra cái PTE, và cái PTE nó giúp các bạn dễ dàng hơn IELTS rất 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 là nhiều. Nhiều bạn, nhiều học viên của mình cũng như nhiều những anh chị em mà mình nó giúp qua bên Úc này rồi, thì và ngay cả bản thân mình cũng vậy nữa các bạn. PTE giúp rất là nhiều bạn đã vượt qua cái cánh cổng định cư Úc và vượt qua cái rào cản của tiếng Anh rất là nhiều, để họ có thể đáp cánh an toàn trên nước Úc này. Đó các bạn, đó là nhiều kinh nghiệm lắm rồi để mình nói cho các bạn biết. Để các bạn mà nào mà cứ cố đấm ăn xôi vô IELTS là coi chừng là bạn cứ đi chinh phục đỉnh Olympia liên tục cho cuộc đời bạn luôn á. Hãy chọn con đường bằng phẳng mà đi ha. Rồi thì tiếng Anh nha các bạn, tiếng Anh nó cực kỳ quan trọng luôn. Và nhiều khi á, vợ bạn cùng học chung với bạn, hoặc là hai vợ chồng cùng học chung á, thì nó lại giúp cái điểm định cư của bạn tăng lên nữa các bạn. Để ý đến nó và coi nó như là một phần tất yếu của cuộc sống của bạn. Không có tiếng Anh là bạn không có đi đâu được hết á. Đó là do đó bạn hãy nghiêm túc trong cái vấn đề chọn cái trường để dạy cho bạn tiếng Anh, và chọn cái nơi mà tin tưởng để bạn học ha, có nhiều kinh nghiệm để hướng dẫn bạn tiếng Anh ha. Michael là một trong những nơi đó. Ok. Đó, thôi một phút quảng cáo đến đây là hết. Thôi quay trở lại cái video ngày hôm nay. Bước số 3 là các bạn vào trang web của Bộ Di trú, bạn điền thông tin và bạn bắt đầu nộp hồ sơ. Nó gọi là phần EOI á, tiếng Việt, hoặc là EOI tiếng Anh á, viết tắt của chữ Expression of Interest, để bạn bắt đầu đưa cái hồ sơ của bạn cho Bộ Di trú người ta biết, để người ta xét. Rồi nhiều bạn sẽ nói cái đơn này điền rất là khó, hay là làm sao để biết điền đơn nữa. Rất là dễ các bạn, điền tất cả thông tin cá nhân của bạn, bạn tên gì, bạn ngày tháng năm sinh bao nhiêu, rồi quê quán ở đâu, rồi xong rồi nộp cho họ cái tờ giấy xác nhận của cái assessing authority của bạn rồi đó. Khi bạn có cái giấy đó rồi, rồi tiếng Anh bạn bao nhiêu, rồi sau đó bạn muốn nộp loại visa nào, 189 hay là 190 hay là 491, bạn muốn cái loại nào thì bạn điền cho bằng nộp thôi. Đó, xong rồi đóng tiền. EOI này nó mục đích ra là để cho người ta kiểm soát các bạn, Bộ Di trú Úc kiểm soát cái một năm nó cho bao nhiêu, và cái yêu cầu của mỗi tiểu bang mỗi khác nha. Nhiều khi cái ngành đó năm nay nó cho 2.000 người, nhưng mà năm sau nó cho còn có 1.500 à. Nó
nên các bạn lưu ý ha. Và nhiều năm tháng mình thấy để ý những người bạn của mình, những người em của mình nộp hồ sơ đó, có những cái ngành nghề hot đến nỗi hả, là khi người ta mới mở trang web ra để cho các bạn nộp vô, mới đâu khoảng 1 tiếng đồng hồ là nó đã full hết rồi, nó đầy đủ người để mà nộp hồ sơ hết rồi các bạn. Do đó các bạn phải chọn đúng cái ngành mà ngành ngách luôn á, giống như thị trường ngách trong kinh doanh vậy đó, luôn luôn còn cơ hội cho các bạn đừng có nản. Cái điều là các bạn có chịu đi đến cuối con đường hay không, các bạn có chịu bám theo nó làm từng bước một. Bạn nào mà muốn mình vạch kế hoạch cho các bạn thì các bạn liên lạc với lại chăm sóc khách hàng ha. Ok, thì cái form này khi các bạn điền xong á thì mình sẽ cho mấy bạn chăm sóc khách hàng và sẽ mời những luật sư di trú để vào tư vấn cho các bạn, lập kế hoạch cho các bạn để các bạn học tiếng Anh, rồi lên kế hoạch để cho các bạn làm skill assessment tất cả đầy đủ hết để cho các bạn bắt đầu. Rồi cái phần lưu ý cho các bạn, cái visa mà 189 á thì bạn chỉ có nộp EOI thôi nha. Còn hai cái visa còn lại á là 190 và 491 á thì như lúc đầu video mình có nói á, các bạn phải cần tiểu bang, cho dù là tiểu bang nhỏ hay là tiểu bang lớn, hoặc là những cái vùng lãnh thổ bảo lãnh, thì do đó bạn cần phải apply cho những cái tiểu bang này để cho nó bảo trợ các bạn, bảo lãnh các bạn ha. Cái này không phải là công ty nha, cái này là cả tiểu bang luôn. Và muốn làm điều đó thì bạn cứ vào những cái trang web của tiểu bang á, coi và làm theo. Các bạn nào mà cần phải tiểu bang bảo lãnh, bạn thiếu điểm á, thì bạn phải cần sự trợ giúp. Ok, rồi tới bước thứ tư ha. Bước thứ tư là bắt đầu nộp hồ sơ rồi đúng không? Rồi bắt đầu bạn đóng tiền. Sau khi nó có thư mời á, tại vì ở cái bước này á là bạn coi như hồi trước giờ, như bước 1, bước 2, bước 3 là tới bước này là coi như là bạn gần tới thiên đàng rồi đó các bạn. Rồi xong rồi bây giờ bạn đi đóng tiền nữa. Và ngoài ra người ta yêu cầu bạn những cái giấy tờ cá nhân của bạn nữa ha. Ví dụ bạn kết hôn rồi thì giấy đăng ký kết hôn nè, giấy khai sinh của con, rồi có thể là passport của bạn, passport của vợ, đó những cái giấy tờ tùy thân thôi. Rồi bạn điền thêm cái form 80 nữa. Ngoài ra những cái ví dụ như hợp đồng lao động của các bạn nè, rồi đóng thuế nè, hoặc là đóng bảo hiểm xã hội nè, bảng lương của các bạn nè, bảng sao kê ngân hàng nè, bank statement nè. Còn một cái giấy tờ quan trọng nữa là cả gia đình bạn chắc chắn là phải đi khám sức khỏe các bạn, rồi làm dấu vân tay. Mình cũng mở ngoặc ra một cái điều này nữa, nếu mà gia đình bạn có người nào mà sức khỏe không tốt á, cẩn thận nha. Mình cũng có làm vậy hồ sơ cho nhiều gia đình rồi đó, thì thấy có ít trường hợp là có 1-2 người là sức khỏe không đủ tốt để mà đi. Thì lưu ý điều này, không tốt thì ráng cố gắng luyện cho nó tốt thôi các bạn ha. Người ta tốn tiền để mà chữa bệnh cho các bạn là người ta không muốn rồi đó. Nhiều khi là nhiều bạn tự nhiên lại ông tôi ở bụi này ra, tôi khai ra tôi có bệnh luôn nha. Nếu mà người ta ấy thì đi khám thì bạn cứ đi khám thôi. Đó, cái này mình không yêu cầu bạn la làng lên cho người ta biết bạn có bệnh, nhưng mà nói chung là cứ rèn luyện sức khỏe khỏe trước. Muốn khỏe mạnh thì phải tập thể thao, ok? Đó, sức khỏe tốt thì nước Úc sẽ welcome cho các bạn ha. Rồi mình lưu ý thêm một cái này nữa. Ở Úc thì nếu bạn nào đang ở sinh sống ở Úc và đọc apply cho gia đình bạn ở Úc thì người ta gọi đó là police check ha. National police check là kiểm tra bạn có tiền án tiền sự gì không. Rồi nếu những bạn đã từng đi lao động hoặc là đi học ở những cái nước ví dụ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore nào đó, nước nào đó mà trên 1 năm thì bạn phải cần quay lại cái nước đó đó để bạn xin giấy xác nhận coi hồi xưa bạn đi qua bên đó học hành rồi đi lao động hay đi chơi hay gì đó mà trên 1 năm nha, gọi là cái hồ sơ của bạn nó có clean không. Lỡ bạn ở Việt Nam tốt, bạn đi qua bên kia bạn làm bậy cái có trong sổ bị đen của người ta là coi như xong luôn á. Rồi cái bước cuối cùng á là cái bước đóng tiền. Thì mình nói với mọi người nữa là ví dụ như đương đơn á, có thể là bạn nộp đó, trên màn hình có thể hiện ra cho các bạn thấy là 4,000 mấy, nhưng mà ví dụ vợ bạn đi cùng với bạn phải nộp thêm tiền cho vợ, và con, một người con thì nộp thêm bao nhiêu tiền, hai người con nộp bao nhiêu tiền đó. Bạn nhớ cái điều này chứ không phải bạn nghĩ rằng nộp riêng bản thân bạn không đâu nghe. Thì mình thấy cho dù gia đình bạn 2-3 người con thì nó cũng đâu đó trên dưới 100 triệu thôi các bạn, không nhiều lắm đâu. Ok, nên các bạn bình tĩnh nha. Cái khúc tiền này các bạn đi qua bên Úc bạn làm khoảng 1-2 tháng là lấy lại liền à. Nên bạn yên tâm nha, bạn đã có thường trú nhân tới cái bước này rồi, đi vay đi mượn ở đâu đó để mà nộp cho nó xong cái bước này, để mà đi qua bên Úc này đi lao động, rồi đi qua bên Úc này để mà làm việc và kinh doanh để mà lấy lại vốn cho các bạn ha. Và mình muốn lưu ý với mọi người á là khi mà cái visa này định cư theo cái dạng tay nghề nè, cho dù bạn tay nghề cao hay tay nghề trung hay là tay nghề thấp á, mình thấy nó rất là dễ hiểu và nó rõ ràng như là như ông mặt trời đó, sáng sớm các ông mở mắt ra đó, nó cái website này nó rất là dễ nha các bạn. Các bạn vô đó còn thấy nó mở hết cho các bạn, nó không có giấu giếm các bạn thông tin gì đó, không có ai mà có thể lừa dối bạn được gì đó. Nhưng mà vấn đề ở đây á là các bạn hãy tự đi tìm hiểu, tự đốt đuốc mà đi nha. Tiếng Anh thì có thể bạn học, nhưng mà cái hồ sơ này bạn phải tìm hiểu thiệt là kỹ, mình sẽ có thể giúp các bạn, nhưng mà các bạn phải hiểu nó chứ. Bạn không hiểu cái gì bạn cũng hỏi là không được. Có những cái rất là đơn giản, vô website làm sao, vô Google làm sao, đánh làm sao, dịch ra tiếng Việt làm sao mà các bạn không biết nữa thì mình cũng
thua luôn á. Cảm ơn các bạn đã coi cái video của mình đến đây. YouTube nó có cái thuật toán, nếu mà bạn like cái video này á thì nó sẽ gửi đến cho nhiều người xem. Thì các bạn có thể giúp mình bấm nút like và các bạn đăng ký kênh để bạn không có bỏ qua những cái video sắp tới. Dốc hết ruột gan của mình ra mình chia sẻ cho các bạn, để các bạn nào mà trúng cái loại visa nào thì bạn có thể apply ha. Nếu bạn còn thời gian nữa thì hãy coi những video khác của mình. Mình có nói rất là nhiều về cuộc sống Úc, để bạn có thể hình dung được cuộc sống của bạn ra sao sau khi bạn có được cái visa qua đến nước Úc xinh đẹp và hiền hòa như thế này.